Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2018, một trong những tổ chức cung cấp chỉ số uy tín toàn cầu FTSE Russell đã chính thức đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đây là cơ hội của thị trường, của nhà đầu tư, đồng thời cũng là động lực để các cơ quan quản lý tiếp tục cải cách, nâng cấp thị trường đạt tiêu chí FTSE và MSCI. Theo thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Hot cho biết, qua quá trình giả soát và đánh giá với các quy tắc nghiêm ngặt, Hội đồng Phân hạng Thị trường và Hội đồng Tư vấn Chính sách của FTSE Russell đã chính thức chấp thuận đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng của FTSE Russell. Để được chính thức nâng hạng, thị trường Việt Nam sẽ cần tiếp tục duy trì và cải thiện tốt hơn các tiêu chí được đề ra và thời gian tối thiểu xem xét là một năm. Thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào danh sách xem xét của FTSE Russell là thành quả của quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam hướng tới những thông lệ quốc tế tốt nhất. Đây là kết quả của những nỗ lực trong thời gian qua của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hoàn thiện hơn thị trường chứng khoán nói riêng và đóng góp nền kinh tế nói chung theo các chuyên gia việc đưa tổ chức này đưa vào danh sách xem xét nâng hạng không đồng nghĩa với việc được nâng hạng chính thức nhưng đây là một thông tin tích cực đối với thị trường việt nam thị trường chứng khoán việt nam sẽ được quan tâm hơn các doanh nghiệp niêm yết của việt nam sẽ được đưa vào tầm ngắm và sẽ xuất hiện dòng vốn đón đầu trước khi được nâng hạng chính thức